luôn. Cháu xin tự giới thiệu ạ, cháu là ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân ạ. Và ngày hôm nay cháu đi với các bạn. Đây là con đồng đồng. Mọi người lại hát đi đâu, mọi người có mắt Nguyễn Trần Trung Quân hát mọi người ạ. Và ngày hôm nay là những món quà này là phần lớn là của fan club của cháu, là những người hâm mộ của cháu, là SC Lider Star của cháu đã quyên góp ở trên toàn quốc để có thể có một cái khoản hỗ trợ để giúp cho bà con ở miền Trung. Nên ngày hôm nay thì cháu thay mặt cá nhân cháu và Dennis, cũng như là thay mặt toàn bộ tất cả các mạnh thường quân và các tập thể fan của cháu là Lider Star, của chúng cháu Lider Star để gửi đến cho đồng bào của mình những cái món quà như này. Thì tuy là chỉ là những món quà nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà cháu mong rằng là đây cũng là tình cảm mà anh em nghệ sĩ chúng cháu cũng như là fan club những người hâm mộ của chúng cháu muốn gửi đến mọi người ạ. Cảm ơn ạ. Miền Trung toàn dân ca. Thôi vì là trời thì cũng sắp mưa, cháu rất là sợ. Bà con về nhà tránh bão. Cháu xin hát bài để cháu cuốn đi ạ. Rồi. Vâng ạ. Học chào cháu đi cùng ạ. Cháu ơi. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió có mọi 4 trường hợp. Có.